tới đây thì thấy đúng bằng liềm. Nước nó to ấy thì mình kéo lúa nó nhẹ hơn. Nhưng nếu mà cạn ấy thì mình vất vả hơn cái là kéo lúa là nó nặng. Bà con nó phải đi từ đây vào trong chân núi là biết bao nhiêu mét. Cứ vậy mà vác đi từng con một. Gạt nhầm sang ruộng hàng xóm cũng có. Tự dưng nhầm lẫn một chút thôi mà. Cho nên bà con rất vui vẻ không sao. Suốt một năm vất vả đến giờ bông lúa nó đã chín non rất là phấn khởi. Hai bên hai núi giữa một dòng thuyền nan nhẹ nhẹ mái chèo cua